Nếu các bạn có nhu cầu mua lợp ếch, lợp lươn, hãy liên hệ số điện thoại 0372114950 để đặt hàng. Rồi, hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Hôm nay tiếp tục mình quay trở lại đặt chấm lươn nha mọi người. Hôm nay mình sẽ không đặt ở trong mấy đường đó mình đặt rồi, dưới bữa đó người ta đặt lại rồi. Hôm nay mình sẽ đặt cái đường bự này nè bạn. Bự này dài cái dưới mình lên trên túc trên kia bạn. Cái chỗ lúc trước mình đặt chúng mánh mấy con lươn bự á. Hôm nay nước nó xả cạn cạn lên nè. Xuống mình đặt thử coi còn ở lươn không nha bạn. Rồi hôm nay dặn đặt 20 cái. Ủa lộn 19 cái bạn, một cái nó bị ấy mình là biến sữa rồi. Không có thời gian sữa. Xài cũng cả hơn 1 năm nay bạn, mua năm trước nữa. Mà vẫn còn xài được là hay lắm rồi đó bạn ơi. Rồi mình đứng đây mình đặt ha bạn. Mình quay cho bạn coi cái này nha. Ở đây mình đặt cái. Quay cho bạn coi cái đó nha. Gió đi, trình gió quay xuống mới được. Gió trên đây quay xuống. Rồi, đặt camera đi nha. Rồi, mình quay cái này thôi bạn. Với mình giới thiệu cho bạn hôm nay mình đặt địa điểm nào thôi. Hẹn mọi người sáng ngày mai nhé. Rồi, hello cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới thật vui vẻ nha. Sáng sớm mình đi thăm mấy chấm lươn mà. Hôm nay mình lấy cái thùng này luôn. Mình đổ ra luôn cho bạn xem nha. Mình lấy đằng này, mình thăm cái đằng này trước nha bạn. Đây, thăm cái này trước để thùng này nha bạn. Biết cái này tình hình sao đây. Cái đầu tiên mà đó, mình hôm qua mình đập. Ây da. Sáng sớm lạnh ghê hồn. Rồi in ghe ta. Có bạn này. Có. Đừng còn cái gì đây. Để đổ ra. Một con nha bạn.
em. Rồi, tiếp bạn ơi. Cái này được một con. Cái đầu tiên một con nhé các bạn. Cái thứ hai nè. Qua đây đi. Dạ. Sáng sớm đầu các bạn. Ây à. Không nghe kêu kịch kịch ta. Ồ, có luôn bạn ơi. Đây lương, lương còn. Bữa đó mình không đặt đây. Mình đặt trong đây thôi. Có luôn nha bạn. Hả, à, thấy không? Hai con nữa thấy không? Một con, hai con. Ở ba con luôn. Ba con luôn. Ôi, con nữa. Con nữa gì nữa. Đó, bốn con luôn. Bốn con luôn nha bạn. À, cái này bốn con luôn. Lương nó không được bự. Đó. Hai cái năm con nữa nha bạn. Ngon lành. À, tiếp tục luôn. Đường này lương nhiều ghê ta. Cái tiếp theo đây nè. Đó, đi đây. Cái này nước cạn là không biết sao đây. Ồ, nghe kịch kịch nữa, cái gì vậy? Nó nghe kịch kịch nữa. Ồ, không có hả bạn ơi? Không có. Nước cạn lại không có. Cái này giống bị gãy ở đây, gãy ở đây nè bạn. Rồi, đi tiếp bạn ơi. Rồi, cái thứ ba ở chất quốc rồi nghe bạn. Mấy cái này nước cạn nè. Tình hình sao? Nước cạn gì nó không chạy bạn. Chạy ít. Rồi, xong phim. Lấy tay mình bẻ cái gãy luôn. Chết rồi bạn ơi. Này chụp quất luôn rồi. Chết nha bạn. Còn cái này. Dưới cái trong đây nữa hai cái. Cái này cũng nước cạn, không biết sao đây. Ôi, có bạn ơi, có. Tưởng không chạy nha. Có luôn nha, ngon lành nè. Đó, để có mấy con. Một con, hai con, con thứ ba, ba con, ba con bạn ơi, ba con nha. Cái này ba con cũng được rồi. Rồi. Còn cái trong đây bạn ơi. Cái ba con hay con gì ngon lành là đó. Không biết trên kia tình hình nó làm sao bạn ơi. Ở đây người ta đặt nhiều quá còn lương nhỏ không ạ. Còn cái trên đây nè bạn.
đây tình hình nó sao này. Gò bị sức ấy à. Đặt này. Như mình nghe cập cập, ôi cập cập băng ơi, như có rồi đó. Ủa có con ấy vậy. Con ốc nằm trên đây bạn ơi, có con không? Để mình vô đây mình đổ ra. Con ốc nó nằm trên, cứng không? Con ốc nó nằm trên cái hôm trên đây nè. Kẹt ở trong hôm hai hôm giữa, hôm hai á. Đựng con mini nè bạn, đó. Được con mini nghe bạn. Đi vô bạn ơi. Gom vô. Rồi, cái tiếp theo ấy, ngay đây bạn ơi. Hôm qua đặt đây lùng tè lùng tạt thấy nè. Nước càng nhiều nè. Sao? Chỗ này mình đặt dớ vô gắn chung nè bạn. Ai đã chơi đạp lúng tút tút dưới luôn rồi. Đạp lúng 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 cái miệng chỗ vô lượng vô. Lúng dưới đất dưới. Rồi cái này hình như chết vớt cả bạn, không nghe kêu sột sột luôn. Rồi vô cá gô mới đau lòng nữa chứ. Ui dạ, vô cá gô nữa mà buồn thiệt chứ. Con cá gô nữa nè. Nè. Đó. Cá gô nha. Đặt lương vô cá gô. Buồn thiệt chứ. Rồi mình vô trong cái trong đây bạn ơi. Cái trong đây mình đặt lần này là lần thứ ba phải không ta? Thứ ba đó bạn. Để coi tình hình này. Có còn không? Lần nào hai lần trước là lần nào cũng dính nhóc chân luôn bạn, dính ba con không? Không? Có lần dính năm con luôn nha. Bây giờ còn không? Mình đặt trang một chỗ này luôn nha bạn. Cũng ngay khúc này không nè. Coi lần này còn không, này còn nữa là coi như lương khủng, lương đây mình nùi nùi rồi y chang còn luôn nè bạn, để mấy con để không biết, gà đổ quá mấy con, như là hai con hay một con, hai con hay thì gà đổ rồi, lương này ghê thiệt, đặt hoài còn hoài bạn. Đùi ló ra. Một con. Chui ra mày. Hai con. Hai con nha bạn. Hai con à. Đặt lại chỗ cũ nhưng mà chạy hoài vậy nè. Rồi mình ngưng ở đây nha bạn. Lên trên kia mình quay tiếp. Rồi tiếp tục thăm đây bạn ơi. Coi xuống đây tình hình nó làm sao. Cái đầu tiên này đâu. Hồi hộp chờ đợi. Ở đây thường có lưng khủng nè bạn. Trời, không nghe kịch kịch rồi bạn ơi. Nghe kịch kịch. Đặt lại hết lương à. Chỗ này đặt lại hết lương à. Rồi, khỏi đây. Tiếp tục.
tiếp bạn ơi. Vô luôn khủng gì vậy. Trên kia đặt lại có mà dưới đây đặt lại không có mà. Rồi phải vậy chứ. Nè, vô nè bạn. Không có luôn chứ. Có nha. Khủy. Mấy con này. Một con. Hai con. Hai con nha bạn. Hai con à, hai con ở đây cũng bự á, bự hơn cái trống, trống luôn, không bự bằng đây. Rồi đi tiếp à, hai con nữa nha. Đó, lưng này mà có lưng bự là nặng ký lắm bạn, nhiều lắm, lưng bự chừng 10 con là được ký rồi đó bạn. Lưng này 10 con được chừng 100 gram. Tiếp bạn ơi, lúc này gì nuôi nữa. Ôi trời ơi, lúc rồi này không ai kịp kịch nữa. Rồi chất quốc rồi. Theo gì trời, bộ lương ra cái gì chui đen lỗ à. Còn một tình con nghe bạn, còn mini nữa đó, còn mini ở đây chỗ này vô con mini nữa hết luôn rồi. Rồi cái này cái cuối cùng luôn nghe bạn, đường này không ngon rồi. Đường này ngon được lần đầu, mấy lần sau nó hết ngon rồi. Còn cái cuối cùng luôn bạn ơi. Ui dạ. Hang lương nè. Chết rồi. Rồi tổng kết là hôm nay nhiêu nghe bà, đó cỡ mười mấy con, 15 con gì mình không có đếm lại nữa đó. Lưng ní ní không mà lưng nhỏ nhỏ không, lưng này về nuôi là ngon luôn á. Rồi chào các bạn, rồi chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn những clip bẫy lương lần sau nha, bye bye.